Tiếp tục, chúng ta sẽ khám phá công cụ tiếp theo là công cụ nhân bản trong Photoshop. Đây là công cụ đặc biệt. Các bạn nhấp nút vào màn hình này. Chúng ta bật qua thiên nga lên. Tôi chọn về công cụ đó, gọi là Stamp Tool. Clone Stamp Tool. Công cụ này sẽ sử dụng như sau. Tôi zoom gần con thiên nga lên. Bây giờ tôi muốn nhân bản con thiên nga nữa. Ở vị trí nào đó ngoài này, tôi làm như sau. Các bạn nhấn phím Alt Plus. Bấm vào vị trí này, định vị đầu tiên, cái vị trí chúng ta sẽ nguyên bản. Sau đó tôi tạo một layer mới để quản lý cho dễ. Các bạn nhìn tôi vẽ bắt đầu từ cái đầu. Vẽ dần, và khi vẽ các bạn thấy rằng ở bên kia có một cái dấu cộng nó chạy theo cái đường vẽ chúng ta. Các bạn nhìn cái dấu cộng đó và vẽ cũng được. Tôi vẽ từ dưới lên trên, vẽ cái đầu nữa. Sau khi vẽ xong tôi thấy ok rồi, tôi dừng lại. Chúng ta có thể vẽ rất nhiều con thiên nga ở đây. Tôi có thể tạo một cái con thiên nga mới, vẽ trên này. Chúng ta phải Alt Tab tích vào đây và sao chép lại vùng này, đứng trên đây rồi này và vẽ. Công cụ rất hay phải không các bạn? Sau đó tôi về phím V, tôi thấy rằng mình đã có được ba con thiên nga rồi. Chúng ta có thể nhấn Ctrl T con thiên nga ngoài cùng, giữ Shift Alt để nhỏ lại cho nó hợp lý, Enter. Con gần nhất chúng ta nhấn Ctrl T cho lớn lên. Các bạn có thể đảo chiều chuột phải vào Flip Horizontal để cho nó hợp lý hơn, và tôi Enter. Vậy là với công cụ này chúng ta sẽ nhân bản rất tiện lợi. Ngoài ra bên trong nó còn công cụ gọi là Pattern Stamp Tool, nó sẽ tô dạng pattern. Tôi chọn một layer background, tôi tô pattern chính là những họa tiết chúng ta tìm ở đây, là sử những họa tiết này, nó sẽ tô ra pattern. Cái này nhưng mà thành phần chúng ta tham khảo thêm mà thôi, hay là pattern dạng này hoặc dạng này. Thay vì pattern kiểu này, chúng ta có thể tự tạo một cái pattern mới, ví dụ như cái map gỗ của sàn để chúng ta vẽ lên. Thì ở những bài sau tôi sẽ lần lượt hướng dẫn các bạn cách tạo cái map gỗ này như thế nào và ứng dụng vào nội thất ra sao. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài sau.